Hai bàn thắng này của Kylian Mbappe là thứ đã đánh sập Barcelona ở trận tứ kết lượt về, qua đó giúp Paris Saint-Germain ngược dòng khó tin để giành vé đi tiếp. Những pha lập công ấy như khẳng định thêm đẳng cấp cùng với bản lĩnh từ ngôi sao hàng đầu thế giới là lời chứng minh Mbappe có thể một tay đưa đội nhà vượt qua những trận đấu gian khó. Tuy nhiên, điều đó đã không được diễn ra khi Paris Saint-Germain hành quân tới Signal Iduna Park vào rạng sáng nay. Giống như trận tứ kết lượt đi cách đây không lâu, thêm lần nữa, cái tên sáng giá nhất nơi đội hình đại diện nước Pháp lại tàng hình khi mà thầy trò Luis Enrique tỏ ra bị động trước sức tấn công mạnh mẽ từ phía Borussia Dortmund. Ở đó, người ta không chỉ thấy khí thế được truyền đi từ những khán đài mà còn thấy cả sự quyết tâm có thừa trong mỗi cầu thủ chủ nhà. Một khoảnh khắc bùng nổ đã được tạo ra bởi cái tên mà ít ai nghĩ đến. Và trong màn đại chiến đỉnh cao vào rạng sáng mùng 2 tháng 5, khi mà những ngôi sao như là Mbappe, Ousmane Dembele hoàn toàn im hơi lặng tiếng, thì sàn diễn tại Signal Iduna Park gọi tên Jadon Sancho. Những gì mà anh thể hiện hẳn sẽ khiến cho Erik ten Hag cùng biết bao fan Manchester United tiếc nuối vô cùng. Đây cũng là một trong các điểm nhấn đáng chú ý trong trận bán kết lượt đi vừa qua. Cái tên không ngờ rực sáng mang về chiến thắng cho Dortmund. Trước khi trận bán kết lượt đi diễn ra, người ta gọi tên Mbappe, Dembele, Sancho hay Marcel Sabitzer như những ngôi sao có thể điền tên mình lên bảng điện tử. Rất ít người nhắc tới Niklas Füllkrug. Song chính tiền đạo ấy mới là gương mặt đã mang đến sự khác biệt ở màn so tài vừa qua. Chỉ với một khoảnh khắc thoát xuống thông minh để phá bẫy Việt vị, Füllkrug đã làm cầu trường Signal Iduna Park bùng nổ. Phá dứt điểm căng như kẻ chỉ mà chân sút này thực hiện khiến Paris Saint-Germain gục ngã trên nước Đức, đồng thời mang về chiến thắng mong manh cho đội chủ nhà. Thậm chí là nếu may mắn hơn, Füllkrug đã có thể sở hữu cú đúp trong trận đấu vừa qua. Dẫu sao, bàn thắng mà anh tạo ra cũng mang tới cho Dortmund chút lợi thế nho nhỏ trước khi họ hành quân tới nước Pháp. Trận đấu thứ hai liên tiếp tại Champions League, Füllkrug ghi bàn và đó giống như lời khẳng định của anh với Julian Nagelsmann rằng bản thân mình xứng đáng có một vị trí nơi đội hình tuyển Đức tại Euro 2024. Trong bối cảnh cỗ xe tăng đang khủng hoảng ở vai trò trung phong, cầu thủ có khả năng làm tường, có sức mạnh, có sự quyết đoán như là tiền đạo kia là phương án chất lượng để Die Mannschaft tự tin chinh phục danh hiệu vô địch châu Âu vào mùa hè năm nay. Sancho trình diễn đỉnh cao, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho đội nhà. Füllkrug có thể là tác giả của bàn thắng duy nhất để mang về kết quả ấn tượng cho Borussia Dortmund, nhưng nguồn cảm hứng bất tận trong lối chơi của đội bóng vùng Ruhr phải là Jadon Sancho. Có thể trong 45 phút đầu tiên, dấu ấn mà ngôi sao thuộc biên chế của Man United tạo ra chưa thực sự rõ ràng, song quãng thời gian còn lại chứng kiến tiền vệ người Anh biến Signal Iduna Park trở thành show diễn cho riêng mình. Sancho khuấy đảo hàng thủ đối phương khiến Nuno Mendes chóng mặt bởi những pha xử lý đầy tốc độ và biến ảo bên hành lang cánh. Anh cũng thường xuyên di chuyển vào khu vực gần vòng cấm để tạo ra sự đột biến nơi hàng tấn công. Theo thống kê, Sancho đã thực hiện thành công tới 12 tình huống dê bóng qua người, con số nhiều nhất ở một trận bán kết Champions League kể từ sau những gì mà Lionel Messi từng làm vào năm 2008. Đó là còn chưa kể anh là cầu thủ mang tới nhiều cơ hội nhất cho các đồng đội. Nếu Niklas Füllkrug cùng với Julian Brandt tỉnh táo hơn trong những pha dứt điểm, thì có lẽ Sancho đã bỏ túi hai pha kiến tạo. Tình huống mà anh vượt qua Mendes ở phút 60 chỉ với một cú lắc hông, đi bóng xuống tận đáy biên rồi trả ngược, gần như hội tụ những gì tinh hoa nhất của ngôi sao này. Tốc độ, kỹ thuật, sự nhạy bén và tinh tế. Sancho ở Dortmund giống như cá gặp nước khi anh tìm thấy được mạch nguồn cảm hứng trong lối chơi. Điều này khác xa với những gì đã diễn ra ở Manchester United. Chứng kiến tiền vệ ấy nhảy múa, tung hoành trên sân cỏ hàng đầu châu Âu, hẳn Erik ten Hag cùng với người hâm mộ quỷ đỏ sẽ không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Mbappe lại tàng hình, người Paris ngóng chờ phiên bản khác ở lượt về. Giống như những gì từng diễn ra ở trận tứ kết lượt đi với Barcelona, Mbappe lại tàng hình. Anh gần như chẳng thể hiện được bất cứ dấu ấn nào nổi bật của bản thân khi phía trước là bức tường thành vững vàng mang tên Mats Hummels cùng với Schlotterbeck. Cả trận đấu, Mbappe chỉ có một lần duy nhất dứt điểm trúng đích. Dù cho pha bóng mà anh thực hiện đã đưa trái bóng chạm vào cột dọc, nhưng trường ấy cũng là không đủ để giúp tiền đạo này thoát khỏi những điểm số thấp từ các trang bóng đá trên toàn thế giới ngày hôm nay. Giờ thì người dân Paris sẽ lại phải chờ một phiên bản khác của Mbappe ở lượt về, tương tự cái cách mà anh đã thể hiện ở màn chạm trán Barcelona khi mờ nhạt tại lượt đi nhưng bùng nổ và thăng hoa trong lần tái ngộ. Hơn lúc nào hết, những cổ động viên đại diện thủ đô đang rất ngóng chờ Kylian Mbappe rực sáng, nhất là khi chứng kiến Ousmane Dembele mờ nhạt trở lại. Kolo Muani thì thất vọng tràn trề,
còn những cầu thủ khác cảm tưởng như chẳng thể tạo nên bất cứ sự đột biến nào. Signal Iduna Park vẫn là nỗi ám ảnh của Paris Saint-Germain. Dù Borussia Dortmund không phải là thế lực hùng mạnh ở lục địa già, nhưng Signal Iduna Park vẫn là nơi gieo rắc nỗi ám ảnh cho Paris Saint-Germain. Bởi lẽ trận thua vào rạng sáng nay chứng kiến lần thứ tư liên tiếp đại diện thủ đô Paris không thể giành chiến thắng khi hành quân đến nơi đây. Còn nhớ, ở trận đấu tại vòng bảng mùa giải năm nay, Paris Saint-Germain dù rất nỗ lực, song cũng chỉ có được kết quả hòa với câu lạc bộ vùng Ruhr. Xa hơn, tại vòng 1/8 Champions League mùa giải 2019-20, gã nhà giàu nước Pháp cũng đã gục ngã 1-2 tại sân vận động này, trong ngày mà Erling Haaland sắm vai người hùng của Borussia Dortmund với cú đúp ghi được. Ngược dòng thời gian lâu hơn nữa, vào năm 2010, Paris Saint-Germain cũng chỉ có được trận hòa 1-1 khi làm khách tại Signal Iduna Park. Vậy mới nói rằng sân đấu phủ kín bởi những bức tường màu vàng trên khán đài đã là thứ khiến nhà vô địch Ligue 1 trải qua nỗi đau cùng bao cơn ác mộng. Họ sẽ lại phải chờ thêm trong những năm tới để hy vọng có được lần đầu đánh bại Borussia Dortmund trên sân đấu này. Còn trước mắt, thất bại tại lượt đi khiến thầy trò Luis Enrique đang đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với chung kết. Với Dortmund, có thể là ở Bundesliga, màn trình diễn mà tập thể này mang tới chưa làm nhiều khán giả hài lòng. Nhưng mỗi khi vươn mình ra sân chơi châu lục, họ vẫn cho thấy được tầm vóc của đại diện hàng đầu nước Đức, nhất là khi thi đấu dưới sự cổ động từ hàng chục nghìn khán giả nhà. Đó là những điểm nhấn đáng chú ý trong màn so tài ở bán kết lượt đi giữa Borussia Dortmund và Paris Saint-Germain. Chiến thắng 1-0 mong manh chưa thể bảo đảm cho đại diện vùng Ruhr một tấm vé vào chung kết, nhưng ít nhất thì kết quả ấy đã mang tới cho họ sự tự tin khi hành quân đến Paris trong tuần tới. Còn đại diện nước Pháp, họ sẽ lại phải chờ đợi vào cái tên Kylian Mbappe và hy vọng tiền đạo này sẽ sớm tìm lại được chính mình. Những gì mà thầy trò Enrique tạo ra ở Signal Iduna Park là không thực sự ấn tượng, bởi họ bị động hơn, chậm hơn và yếu đuối hơn hẳn so với đối thủ. Mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi ở trận lượt về, như cái cách mà Paris Saint-Germain từng ngược dòng không tưởng trước Barca. Nhưng chắc chắn, Borussia Dortmund không phải là đội bóng dễ bị đánh bại, nhất là khi họ đang bay cao bởi nguồn cảm hứng mang tên Jadon Sancho.